Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với TechMag. Và đây là bản tin Tech Daily ngày 1 tháng 2 năm 2018. Tin tức đầu tiên trong ngày hôm nay đó là mã độc tống tiền sẽ tăng mạnh vào năm 2018. Chắc là các bạn vẫn chưa quên cái tên WannaCry đâu đúng không? Khi mà cái tên này đã gây ra ám ảnh cho rất là nhiều người. Và theo một hãng bảo mật Trend Micro thì các ransomware sẽ phát triển mạnh mẽ hơn và quy mô tấn công sẽ được cho là còn lớn hơn những gì mà WannaCry đã từng làm. Các phần mềm độc hại bằng nhiều cách sẽ chiếm đoạt thông tin giao dịch ngân hàng, thông tin cá nhân của người dùng. Và malware thường xuyên xuất hiện dưới các dạng phần mềm diệt virus giả mạo. Người dùng bị lừa gạt sẽ buộc phải trả tiền để lấy lại quyền truy cập vào thiết bị. Cũng theo hãng bảo mật này thì các thiết bị IoT sẽ là mục tiêu hàng đầu của các hacker. Ngay cả các camera IP hay là các router cũng có thể bị xâm nhập và phá hoại. Trend Micro đã khuyến cáo người dùng cá nhân và doanh nghiệp nên thường xuyên kiểm tra các bản cập nhật phần mềm. Và hơn hết là việc cập nhật tin tức về các vấn đề bảo mật hàng ngày là cực kỳ quan trọng trong thời đại công nghệ hiện nay. Còn đối với các người dùng cơ bản thì nên tự xây dựng ý thức bảo vệ bản thân, tránh bị thu hút bởi những chiêu trò câu view và trở thành nạn nhân của những kẻ xấu. Và tin tức tiếp theo trong ngày hôm nay đó là Oppo ra mắt phiên bản Oppo F5 đặc biệt, màu xanh thạch anh. Oppo F5 là một trong những mẫu smartphone thành công nhất của Oppo trong khoảng thời gian nửa cuối năm 2017 và đầu năm 2018. Sau thành công của các phiên bản đặc biệt như là Oppo F5 Red hay là Oppo F5 phiên bản RAM 6GB thì mới đây Oppo tiếp tục trình làng một phiên bản khác của Oppo F5 với màu sắc đặc biệt là màu xanh thạch anh. Như tên gọi thì điểm đặc biệt nhất của mẫu F5 này chính là màu sắc của máy. Màu xanh trên F5 được sơn khá là đặc biệt. Khi sử dụng máy ở dưới ánh sáng mặt trời hoặc là ánh sáng mạnh thì mặt lưng phản chiếu tạo thành các đường màu sắc đậm nhạt khác nhau, cho ra các màu sắc khá là độc đáo. Tuy nhiên mặt lưng bóng nên để lại dấu vân tay và dấu mồ hôi rất là nhiều trong quá trình sử dụng. Ngoài ra thì cấu hình và các thông số khác vẫn được giữ nguyên. Oppo F5 phiên bản đặc biệt là màu xanh thạch anh được bán ra với số lượng giới hạn. Máy được bán độc quyền tại Thế giới di động từ ngày 1 tháng 2 năm 2018 và kết thúc khi hết hàng. Phiên bản đặc biệt này vẫn giữ nguyên mức giá là 6 triệu 990.000 đồng. Và tin tức cuối cùng trong ngày hôm nay đó là Galaxy S sẽ được ra mắt trong năm nay. Theo Bokehlin thì trong một cuộc họp trực tuyến vào thứ tư vừa qua, Samsung đã phát biểu rằng màn hình OLED gặp được và Bixby sẽ là những yếu tố thúc đẩy sự phát triển công nghệ của công ty vào năm 2018. Cụ thể đối với mảng di động thì Samsung sẽ tiếp tục nỗ lực làm cho smartphone của hãng trở nên khác biệt thông qua các công nghệ mới nhất như là màn hình OLED có thể gặp được. Đây chính xác là lần thứ 3 mà Samsung nhắc đến màn hình OLED có thể gặp được trong buổi họp báo của mình. Tuy nhiên điều mà Samsung không nhắc đến đó là cụm từ Galaxy S và ngày ra mắt của chiếc điện thoại đang được rất là mong chờ này. Chúng ta đã nghe được rất nhiều tin đồn về smartphone có thể gặp lại được từ hơn một năm nay rồi, nhưng cho đến nay tên gọi chính thức của nó là gì thì không ai biết được. Theo nhiều nguồn tin thì Galaxy S có màn hình OLED là 7.3 inch và có thể gặp lại được sử dụng như là một chiếc smartphone thông thường hoặc là mở ra để biến thành một chiếc tablet. Trước Samsung thì có một công ty Trung Quốc khác là ZTE đã tung ra một chiếc là Ason M. Tuy nhiên Ason M thực chất có hai màn hình và có một cái bản lề ở giữa đóng mở kiểu vỏ sò. Còn với chiếc điện thoại bí ẩn này của Samsung thì sẽ như thế nào? Nó thực sự có một màn hình gặp được hay không thì chúng ta còn phải đợi trong một thời gian nữa. Và đó là tất cả những tin chính có trong bản tin Tech Daily ngày hôm nay. Nếu như các bạn cảm thấy thông tin nào thú vị thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên TechMag.